có thai mình chỉ nào gặp nhiều lắm các bạn, một đêm chi chi các bạn gặp các bạn đêm trong bản đồ và tổng cộng 6 bị can thì tổng cộng 30 can là chấn thương và 15 can, 15 2 can là ta biến, còn nếu nào chắc còn một cái can, một cái can cũng tâm lực còn đường phải được. Chúng ta chỉ để ảnh hưởng phát triển. Đây một số hình mà chúng ta nếu đó thì chúng ta nên gắn biển đó được. Trong khu nào này nó sẽ khác với các thời điểm này. Các bạn học được rồi là ai bị chấn thương là các bạn sẽ cùng buộc phải sử dụng thuốc cản quang. Cái này thường kiểu đó nhờ thông thường là cần có viên có bốc thuốc. Các bạn nào bốc thuốc bơm thuốc cản quang, bơm thuốc. Thuốc cản quang hay là thuốc tương phản. Thuốc tương phản thì nó gia tăng tương phản, mục đích là gia tăng tương phản. Như vậy thì thuốc cản quang dùng trong CT thường là bơm các dòng xung của iốt. Như vậy khi bơm vào là, thì iốt thì nó sẽ cản thì rất là cao. Bình thường nó nằm trong động mạch, vậy khi bơm thuốc vào là các mạch máu sẽ tăng voi, tôi gọi là tăng voi, tức là sự tăng lần đồ của cái vùng sau khi bơm thuốc vậy tăng voi các từng khi mô nhiễm, vậy bơm thuốc vào là cái lần đồ nó cao hơn, tôi gọi là sự tăng voi. Vậy thông thường thuốc cản quang nó nằm trong động mạch máu thì so thành mạch của bạn, cái động mạch của bạn thì thấy thuốc tăng voi lên. Còn đây là vùng cổ thương mà. Đây là vùng tổn thương. Đây là phim không bơm thuốc. Nếu mà chúng ta nhìn phim không bơm thuốc thì chúng ta khó thấy tổn thương hơn. Như vậy thì khi gặp cái này thì chúng ta có những bất thường các bạn. Bất thường cái này là giảm độ. Bất thường này chúng ta thấy đồng độ như thế nào. Bất thường này nó có đồng độ cao hơn các bạn. Nhưng mà chúng ta biết mình nghĩ là gì mà các bạn quên. Thế đó chúng ta cần bơm thuốc vào. Khi bơm thuốc vào thì phần lớn thì chúng ta bơm rồi tổn thương tốt hơn bạn. Thấy tổn thương tốt hơn. Thế là, thì làm thế nào mà chúng ta thấy được tổn thương này? Thì khi mà các bạn có bất thường về hàng rào mạch máu nào, đứng thông thành mạch, thì thuốc cản quang nó sẽ thoát ra ngoài, là tăng đồng độ của vùng này lên. Như vậy, thì trường hợp nào chúng ta thấy thuốc cản quang nó thoát ra ngoài thành mạch, như vậy có thể là do tăng đồng độ thành mạch của viêm, bất thường tổn thương của thành mạch trong cả cái u, mình chỉ trong cái u. Thì trong một trường hợp vậy là thoát mạch ra, tăng đồng độ lên. Chúng ta so sánh phim trước bơm thuốc và sau bơm thuốc phim này, chúng tôi đọc thế này mà trên phim không bơm thuốc, trên phim không bơm thuốc có vùng bất thường trong tăng độ vùng thái dương thì bên phải, giảm đồng độ vùng thái dương bên phải. Sau cái chúng tiếp phim này chúng ta là sau cái bơm thuốc tổn thương bắp con mặn, bắp con mặn cái này các bạn ấy mặn khá đơn nhất rồi, cái sự cố mặn chỗ này có mặn và chỗ giảm độ và cái này chúng ta mặn khá đơn nhất, chúng ta là đơn nhất đó là cách mô tả. Còn nhớ thì tất cả này là một lượng tổn thương rõ hơn các bạn ấy. Vậy chỉ định của bơm thuốc lúc nào chúng ta bơm thuốc và những trường hợp mà chúng ta cần đánh giá bệnh lý mạch máu thì chúng ta bơm thuốc và thì chúng ta xem tác mạch không phần mặt thì nó dèo nó cho mình có bơm thuốc vào. Cái thứ hai này là trường hợp là chúng ta muốn đánh giá mình bị u nào, viêm nào thì cần. Cái thứ ba nữa là trường hợp là sau khi chúng ta phẫu thuật, sau khi chúng ta can thiệp xem nó còn u còn sót hay không, có viêm gì không thì chúng ta cần phải liên quan bệnh lý mạch máu. Hai là bơm viêm, ba là sau can thiệp sau phẫu thuật thì cần phải đánh giá mình. Chúng ta lưu ý bài u nào khác với những cái khác.
như vậy thì ai nhận số tài khoản sẽ nằm khác nhau sau này. Cái đầu tiên là tôi gọi là ai là hình ảnh thông nhận chế của bạn. Tôi giới một số hình ảnh của cái cách trình đó và một số loại u nào hay gặp nhất là u thể u đề, là liom hay là u sao bào prosacom. Hai là u người tôi gặp là u hoàng nào, manisum và cái đường là di căn. Ba là hay gặp nhất là khó thể đọc được và để làm thế nào để trình bày cái này là phải chăm sóc u nào, cái này phải là nhồi u nào. Hướng cái này là đường gì khác, đường gì khác, xong cũng được cái này. Và lúc nào thì chỉ còn 900 cả khu mới phản. Đây là tần suất. Các kiểu thức đọc là di căn hay gặp Glion, ung tế bộ đề Madison 15%. Đó là lý do tôi chọn 3 khu này các bạn cần để học. Thì cái này thì còn 40%, 73%, 75% luôn. Thì 75% thì nằm trong 3 như thế này. Vậy các bạn không học nó khác của các bạn. 75% nằm đây được, 3 này được. Thì cái sách mà học sâu hơn bản thân nhiều một nhóm rất là nhiều nhóm. Học nhiều được, các bạn bắt đầu những cái này sách và học sách và từ từ bỏ học sau để các bạn sẽ học được 3 cái này. Để phân loại có thể phân loại là nguồn gốc xuất phát. Ví dụ như tế bồ đề hay là màng não hay là thần kinh hay là từ trung liên hay từ trung tâm của bạn từ nguồn gốc xuất phát luôn, hoặc là phân loại là vị trí hay là trong trục ngoài trục là trong não ngoài não, tê liệu hay vi liệu, nó nằm ở vùng trung liên, nó nằm ở vùng trung tâm, nằm vùng góc cầu từ não hay nằm ở độ trong các bạn thì vị trí các bạn sẽ vị trí, hoặc các tuổi ở trẻ em người lớn. Nguồn gốc xuất phát là phân loại theo tế khoa học của bạn, còn các cái vùng khác thì cứ gọi là gì và cái biệt và số u thì sẽ gặp ở vị trí hay gặp hơn, một số u sẽ gặp tuổi, tùy theo tuổi nó sẽ hay gặp hơn. Tuổi trẻ em hay gặp một số loại u khác người lớn, và cái tuổi chúng ta sẽ liên quan cái này. Đây là một số danh mục số u chúng ta hay gặp. U trong não, liom, glioblastom, hemangioblastom, những cái này là bạn nhớ nhớ các bạn. U tế bồ đề, di căn, u ngoài trong, u ngoài não. Có thể phân tích trẻ em thì là bởi vì trẻ em thì thấy 70% u trẻ em thì nằm ở dữ liệu, còn người lớn 70% nằm ở trên liệu. Ở trẻ em hay gặp nhất là u sao bào, u sai tồn, còn ở người lớn hay gặp nhất là di căn. Ở tất cả người lớn cũng như vậy, ta hướng tới một số loại các bạn. Chẩn đoán lâm sàng u nào thì khó và đặc biệt cái đường sống đường vào để mà khi cái tổn thương lớn hoặc là tổn thương liên quan tới các vùng chức năng có bị lâm sàng thì có những vùng nằm trong bệnh viện hoặc có bị lâm sàng nó khó. Cái tổn thương lớn là những nằm vùng cản và khó và mình cũng trong cả các vùng đó là chân đó là những bất thần. Còn nếu mà nhỏ nằm ngay cái vùng vò nằm các vùng phần đầu của bạn đó là cái đầu tiên thì tùy theo cái vị trí, tùy theo cái kích thước, tốc độ phát triển, dấu hiệu làm tiêu thụ, đặc tính u lạc nạc thì sử dụng sản khác nhau. Về nạc thì chúng ta sẽ có nhiều bảo hiểm. Thứ nhất là u thì thường có nhiều chó chỗ. Nhiều chó chỗ gì mà là bởi vì nó tăng thể tích, u là nó tăng thể tích của mình. Do đó sẽ có nhiều chó chỗ. Là đè đầy cũng bình thường. Sự đè này cũng bình thường và nhóm trộn. Từ những nghiệp dài và cái đến lúc đó chịu từ ngắn các bạn kia thì nắm thức bằng cách nhóm trộn ra. Sự đè này cũng bình thường, chúng ta cảm tình. Và như vậy thì lưu ý là u nào là có nhóm trộn mà không nhất thiết thì do sao vậy? Thứ nhất, u nào lớn thì nhóm trộn, còn nhỏ thì nhóm trộn rồi. Điểm thứ hai là có phải u nào là nhóm trộn không có gì khác nhóm trộn không? Có nhiều bệnh lý khác cái nhóm trộn không? Phù nề, học rồi mà. Đến từ số nào tất cả có chỗ tai điểm nào có chỗ mà như vậy không những không chỉ viêm nữa mà như vậy là u nào thì có điểm có chỗ mà tùy theo thể thức tùy theo vị trí có chỗ thì có nhiều nguyên nhân không chỉ là u nào quan trọng như vậy. Thế này là u đơn thuần có chỗ không ạ? Có đầy cái bình thường không? Đầy cái gì bình thường không ạ?
đường dừa đầy quá, đầy để sắp phải à, có cái chuyện ép lên quá, ép gì quá, ép nào hết các bạn, ép nào hết sau kia quá, hai điểm sai sự đẳng lên đây, đây là tất cả ép và cái này các bạn, hình này có nhiều trong chỗ quá, đây là u mà này, xung quanh là phù quanh luôn, màu đen là phù quanh luôn, đây là u, có nhiều trong chỗ quá, hình này có nhiều trong chỗ, có quá, và phải đánh cái lạc nào với này á, màu đen khi điện nào thì mới là xóa hết mà, đây là cái bò nào tới rồi, còn đây là cái cảnh bị phù, đây là u, mất các cảnh bò nào đấy các bạn, ép, còn đây là ép, nằm thấp bên kia, nó đầy được dưới sang bên kia, còn có số cái khó hơn đủ, vùng này là u, ép là tư bò nguyên tình, ở đây về rồi, đây thì khó hơn, đây là tiêu vùng của cái u, giảm độ phân lưu của u cho mình. Cái này khó lắm, nó xóa lại cái bề trước thất nào, bề trước cuốn nào. Cho nên mình có bạn thế nào này, chưa thấy rồi. Còn thế cái là sinh viên này các bạn. Bây giờ mất rồi, mất rồi. Bây giờ còn các cái đàn bò nào cũng đàn. Bây giờ có các bạn, còn bây giờ mất rồi. Như vậy đấy là u. Đây là cái u phía trong này. Đây là cái u xung quanh dòng rồi xung quanh là phù quanh u. Phù quá luôn. Vậy tìm được tốc độ, cũng tìm hiểu tốc độ, tìm cái đề một chút bình thường. Thông thường thì các bạn tìm là tìm đường nhựa, tìm nào thất rồi, hoặc là các rằng nào, ai cũng tìm được đường nhựa, có thể bên này kia không, xem nào thất, có S, bên hẹp, bên trồng không, xem những cái rằng nào con của bạn, đó là ba cái thứ cả tìm được rồi, còn mình có một số cái khác để các bạn có thể có tìm được rồi. Ví dụ đè này là cái mạch máu như này, thông tin về thuộc về thông tin và ba cái đó thường tìm được. Như vậy đây là tìm được trong chỗ biểu hiện thế nào của u nào thì thông thường liên quan đến vị trí, kích thước, số lượng, mô tả, đặc tính hình ảnh trên hình ảnh u nào trên CT scan. Đây là đặc đồ, đặc đồ thấp hay đặc đồ cao. Cần độ thấp cái dịch cả u nào thì thường do là lành tính hoặc là nó qua đường tàu nan. Cần độ cao thì thường do nó thôi hoặc là do sụn huyết các bạn. Mình xem nó đồng nhất không đồng nhất, đồng nhất thì là giống nhau thì phải tắt hết cái phải vùng tắt vùng dài. Nếu mà đồng nhất thì thường u nào nó bao người u lành tính ác tính đồng nhất là lành tính, còn không đồng nhất thì thường ác tính do nó qua đường do nó sụn huyết. Rồi chúng ta xem vùng nào biểu hiện nữa, đặc biệt là xem mức độ thay đổi sau dùng thuốc cảm quan, đặc biệt là tiền giảm thay đổi dạng gì mà cái này hơi sâu rồi, hơi sâu cái này thì tôi sẽ cho được cái thiện bản có thể chấp một lần tôi phải là này à, cái hình này có tổn thương mà đây mà cái này có bắt thuốc, cái này có nhiều chất độ có nhiều chất độ nào thích cùng bên trẻ. Còn bộ cái này là khối u luôn, bấm thuốc vào bắt thuốc là cái này mình không được nhất vùng ngoài cho bắt thuốc trong cái trong. Đây là toàn bộ cái này mà bạn toàn bộ cái này u luôn rồi mà ít bắt thuốc không có ít bắt thuốc. Còn bên này các bạn thấy cái bào này lên đây u này là u bắt thuốc mạnh quá, nhưng mà cái này mà bạn không được nhất vì vùng ngoài bắt thuốc phía trong này là không bắt thuốc. Cái trong này từ do hoài từ hoài từ trong này à, cái thay cái điểm này thì bắt đầu vào học thì mình cũng nào học các bệnh lý khác của chúng ta từng nắm thì cái này các bạn nắm hết, còn cái này cũng hơi khó vậy tôi nói qua để các bạn nắm u trong đục là u trong não, u ngoài đục là u ngoài não, có nghĩa là u ngoài trục thì thường liên quan đến màng nào, liên quan tới xương, còn u trong trục thì là của nào. Như vậy khi chúng ta phân biệt được u trong trục, u ngoài trục thì u trong trục chúng ta hay gặp cái gì các bạn? U sau là u ung thư tế bào đệm liêu. Cái thứ hai là di căn. U ngoài trục chúng ta hay gặp cái gì các bạn? U màng não. Như vậy mục đích của bạn là tách ra trong trục hay là ngoài trục?
tông nào hồi nào ngoài nào anh đi zoom tông nào là các cụ từ bồ đề và bị thi căn hay gặp rồi. Cái này cũng đời các bạn, chúng ta phân biệt hai loại này để đi được chẳng có phân biệt khá nhiều rồi. Thứ nhất là u mà ngoài ruột thì nó sẽ làm nó thường chuyển cơ mặt đứng và thay đổi mặt đứng nó dài hơn chẳng hạn các bạn, thì đó là u ngoài ruột. U ngoài ruột bởi vì nó nằm ở màng nào hoặc là xương, tức là nó có thay đổi xương và u trong cổ thì không, và u trong cổ nằm trong nào thì xương chỉ thay đổi hơn. Cái này là tương đối các bạn, thì thay đổi hơn. Như vậy ngoài ruột thì nó sẽ có liên quan với thay đổi mặt đứng, nó sẽ có là thay đổi xương đấy các bạn, còn nó sẽ đầy vào như đấy, nó sẽ đầy cái vùng dừa thì tặng sao đầy xa xương, nó sẽ đầy vòng nào xa xương ra rồi đúng không vậy. U ngoài ruột nó nằm ở màng nào, nó nằm ở xương, do đó nó sẽ đầy cái vòng nào xa xương ra, và biến đầy vòng nào xa xương thì cái tác dừa thì tặng sao nó cũng nằm xa xương, và vì chất tặng chất sao thay vì mình nói đầy chất tặng đến sao, nhưng mà cái vùng dừa chất tặng sao thì dễ xác định hơn, chứ khi vân gọi đầy rắc dừa chất tặng sao, bởi vì cái rắc dừa là vùng của giới hạn về chất tặng sao thì cũng có dễ tìm chất hình hơn, và mình phải tặng đầy xa xương ra và phải đồng bằng được. Cái nữa là cái vùng dịch nào tùy bên cạnh, bởi vì não ở dịch nào tùy đấy mà nào xương, như vậy cái u mà nó đầy nào vào bạn thì nó làm rồng cái dịch nào tùy hai bên này, cái u mà nó đẩy cái vòng nào xa thì khoảng dịch nào tùy dựa cái vòng nào với xương nó rộng ra, còn cái u nó trong nào nó đẩy vòng nào xa xương thì quan dịch nào tùy dựa nào với xương nó bị hai bài mà đó là mình chỉ có sẽ tạo thành những hóa sau này. Thứ nhất u ngoài ruột là có thay đổi hoặc có liên quan bằng với xương. Cái thứ hai là u ngoài ruột nó sẽ đẩy cái căn dựa để tạo sản ra xương và nó làm tròn cái dịch nào tùy bên cạnh như vậy. Ví dụ đây là bất thường, đây cũng bất thường là có thể tương đối tăng, tương đối tăng và độ nhẹ so với những gì vậy là như thế nào, nằm ở vùng chậm phía sau mặt hay là niềm nào mà hay là xoan trận mặt một trên phía sau, đây là khi không có thuốc, không có thuốc bởi vì chúng ta không thể có hoạt máu, không thể liều niềm nào loát thuốc, không thể uống xoan nhưng mà không có thuốc. Như vậy cái phim này các bạn thấy nó đây là son, cái này nó có diễn vào cái này cũng đọc và để cũng nằm ở phía không đúng à, nó có diễn vào cái mặt trường đấy các bạn, thì cái này là u ngoài ruột, thì nếu đây là u ngoài ruột thì thường gặp nhất là gì u bên nào các bạn, ở đây không? Phim này có bất thường không ạ? Có mà, có bản năng, có bất thường phim này không? Phim này có tình trạng máu hoặc nào viêm não hoặc thuốc so với là được trên cái này, cái này bất thường khu này trong não ngoài não, cái này nằm trong não ngoài não, các bạn thấy là cái này nó đặc biệt mà nhìn thì chưa quen, và đây là còn à, cái xương và sọ còn bộ này trong não các bạn, nhưng mà cái này nó diễn vào mặt kính, nó nằm hai bên mặt kính các bạn, thì cái này là nó gọi liên quan mặt kính, và cái này là ngoài nào u ngoài nào hay là cái tên gì các bạn, u bằng nào u bằng thành liên nào. Ở đây nghe u là nào, đây là bộ tuần ở à, đây là vùng góc cầu tuần nào, còn đây là cái trong u này nó có nó nằm ở trong một cái trong và đi ngoài một cái trong, cái này là cái trong bên kia bên trái, cái trong bên phải, cái này u bớt u vào thì mắt không có thường. Như vậy mình nhìn ra hai cái trong hai bên bên trái bên phải, bên này thì có rồng cái trong so bên này có rồng cái trong, u này có rồng cái trong bên sau đó thường xuống và tiếp tục trong tới trong, vậy u này nó có liên quan xương, vậy u này là u ngoài trục ở trong này cùng các bạn học sao mà cũng không chờ mà u ngoài trục vùng này chúng ta hay gặp u xoan luôn u di tản hai u này là u vùng nào
ở ngoài lục, còn trong lục ấy, ở ngoài lục cũng còn cái đường là cả cái năm thần nhìn, các kẻ đại mô, năm thần bì, còn trong lục này cũng có các loại khác các bạn, u sao vào các bạn, eloplastom, angioplastom và các bạn trên ngoài lục, bởi vì nó có rừng ở trong ngoài lục này thường hay gặp nhất có bắt thuốc. Thế này thì có u dây thần kinh xoang lông và u màng não, nhưng mà u này thì có làm đầu một chất đông thì mình chỉ nghĩ u nào hơn mình nghĩ tới xoang lông để đảm bảo tiêu thụ được. Vậy trước hết là nó ngoài xong đằng sau là ngoài được, bởi vì nó có liên quan xương ở đây là nó làm đầu một chất đông. À, đây có hàng trên trước nữa, đây có tổn thương rồi. Khi mình có tổn thương không mà không mà bị coi gì, như vậy nồng độ này không hút thuốc mà nó lại cao hơn, cái nào là tê phim không hút thuốc tổn thương đó tổn và vùng đạn thì cái đạn mà có nồng độ cao sau khi nào cái này ngoài cũng trong được rồi, ngoài cũng thì sau rồi cái đám đầy xương, cái này ăn xin xương phải nên dày một xương lên mà đấy mà ăn xin xương. Cái này là cái gì mà u màng não, u màng não, u màng não, u này là ngoài lục trong lục mà ngoài lục mà cái này nằm ở trong xương nhất phải là nhiều. À, có lẽ đây mà cái này ngoài lục trong lục. Cô này ta có liên quan mình tính rồi, có liên quan xương được bạn, thì cái này các bạn thấy này nó có quan hệ gì? Ở bên này là cái dịch thần dịch mù đen mà nó nằm trên cầu não, như vậy u này mà nó làm rồng cái dịch thần dịch đen, nó làm nó đẩy cái nào vào trong luôn, nó đẩy cái nào vào trong, đẩy nào vào trong, do đó vùng dịch thần dịch nó rồng hơn mà. Vậy u này nó đẩy nào, nó làm rồng qua dịch thần dịch, vậy u ngoài rồng. Thêm một phần cao của u xoang lông nó đẩy nào vào trong thì nó làm rộng cái dịch thần dịch thì có thêm chất của mình đồng từ để có thể nghĩ và nghĩ để rộng hơn rồi. Đây làm rộng này hơi khó các bạn. Vò não, các bạn thấy vò não dịch thần dịch tới xương hộp sọ mình nghĩ một cái u mà nó đẩy cái vò não ra thì nó sẽ làm rộng cái dịch thần dịch ra bên đây rộng này rộng qua dịch thần dịch. Ở đây là nào? Ngoài lục trong lục. Đừng bảo cái này ngoài lục mới khó lắm bạn. Cái này có hiệu trong lục và cái này có rành bộ nào hết. Đây là cầu. Đây là các bạn thấy cái đường này, cái đường mẹ qua các cái đường cạnh này các bạn thăm qua lục nhất là bộ nào. Tương tự bên này, đây là bộ nào. Còn trong này là chất đắng. Cái này nó đầy bộ nào xa xương. Để bỏ nằm xa xương hoặc là nó đầy răng miệng chất đắng sống mà đây là răng miệng bị chất đắng thì sao ở ngoài là bỏ nằm mà đấy còn trắng còn trong này ấy, chất đắng màu xám và như vậy cái này gọi là răng miệng chất đắng sống đẹp còn vùng đây mà trong này có tổn thương ngoài này là bỏ nằm mà ngoài này là bỏ nằm cũng trắng ngoài này mà như vậy tổn thương ở đây là nó đầy cái bỏ nằm sát xương rồi. Thì cái này là tổn thương này là trong tuần giờ thiết cái đây là u màng não còn đây là hoặc là khí căng hoặc là cái u cái bộ điện đi luôn thì những cái u sẽ vào các cái khí căng có viêm rồi nhiều chỗ bệnh rồi như vậy đó là ngoài cũng trong tuần rồi ở đây thì này các bạn này nói đây đây là hình nam đây là góc cầu chiều lòng thì hiện tại rồi tới trong rồi còn bên phải cái u này nó đầy cái cầu não đầy u từ người nhiều vào trong và nó làm rồng cái con thịt nó bị đứt cái ruột thì mình tổn thương u đầy đầy não vào trong và thì nó làm rồng này ra rồng cái rồng cái một cạnh bên kia nó bị đứt đó là u u ngoài được và thấy nó đầy não vào trong do đó nó làm rồng cái con thịt nó bị đứt. Vậy thì đó là cái
đó là trong một ngoài trục, tức là phân biệt trong một ngoài trục dựa vào sự liên quan với xương và trực, dựa vào rồng có nghĩa là tùy và dựa vào sự đầy của vò nào hay là văn kiểu thì càng sao xa xương gần xương. Trên cái phim này phim này là phim không có. Nếu gặp cái vùng này thì chúng ta không biết vùng nào là u, vùng nào là những nào bình thường, không biết vùng nào là u, vùng nào là phù bất u, vùng nào là những vùng nào bình thường, không biết để tiếp tục rồi. Vùng u được gọi là vùng mà chúng ta trên hình CT gọi là u là một phần bụng của bao tử. Cái bia mình sai nhất gọi là cái bờ sai nhất của u trên hình này được xem là bờ sai nhất mà tổ các bạn cũng để xác định giới hạn của u và tổ tư. Như vậy trên hình này không? Các hình này tôi lấy hình đấy mà đây hình này đây. Như vậy các bạn thấy đây là vùng nào bình thường, cái trước này nào bình thường, đây là chất xám, đây là chất cặn bình thường này các bạn, đây là u. Như vậy cái vùng bên này là vùng giảm, là vùng hơn bình thường. Các bạn thấy đây.